Chiều ngày 1 tháng 3, tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã dự và tổng duyệt chương trình tọa đàm Tô Hiệu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, kỷ niệm 110 năm ngày sinh và 78 năm ngày mất của nhà cách mạng liệt sĩ Tô Hiệu. Mùng 7 tháng 3 năm 1944, mùng 7 tháng 3 năm 2022. Chương trình tọa đàm Tô Hiệu, người cộng sản kiên trung được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La phối hợp chuẩn bị chu đáo, toàn diện. Mở đầu chương trình là những tiết mục nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Sơn La và đặc biệt là công lao to lớn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung Tô Hiệu. Thông qua các hoạt cảnh, các tiết mục múa hát được dàn dựng công phu, giàu giá trị nội dung và nghệ thuật kết hợp với hình ảnh tư liệu sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Đặc biệt, chương trình sẽ khắc họa chân dung con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu thông qua chia sẻ của các vị khách mời là những chuyên gia, nhà nghiên cứu của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sơn La và đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Tô Hiệu. Phần cuối chương trình sẽ là lễ trao và phát động quỹ học bổng Tô Hiệu. Tham gia sau buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện chương trình trước khi ghi hình phát sóng, qua đó góp phần tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng, công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.